Hello, chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Thời Đại. Rồi hôm nay có ai có ý tưởng gì mới mẻ quay cho bạn xem không? Hay là mình quay clip sinh tồn thầy? Hả? Sinh tồn vậy anh ba? Gì ngày nào cũng sinh tồn chứ vậy? Thì phải sinh tồn với thầy. Tổ quốc kêu gọi em rồi nên em phải tập luyện lại. Nhưng mà thôi, ngày nào cũng sinh tồn mệt lắm ba. Theo em á thầy, là mình phải chơi cái môn gì thể thao mà như là chọi chiến dịch đó thầy. Chọi chiến dịch? Dạ, chiến dịch túi á. Bữa chơi rồi em. Nghe là có mùi liền luôn á. Ừ, mùi dơ. Dẹp vô. Bỏ em ngứa thầy. Ngứa hả? Gãi em. Ngứa gãi. Anh em mình đi ca hát đi. Trời ơi, lâu rồi chưa ca. Chơi hát. Anh nghĩ cái tài năng của chị em ca sao mà đi ca hát được anh Tân. Đúng rồi. Không thì sao? Nói chung là thầy cũng muốn ca hát lắm em à. Nhưng mà nhóm mình toàn là những dân loại sĩ không à. Dưới đây. Ném đá không á thầy? Hả? Ném đá không à? Em ném đá không? Người ta ném đá em á. Còn em thì chỉ có một ý tưởng, một duy nhất thôi. Rồi. Mình đi du lịch thầy ơi. Đi du lịch. Du lịch nữa em. Dạ. Đúng. Ơi, bố thầy ghi em du lịch tới với luôn quá. Em đơn giản lắm, quay clip hóa trang đi thầy. Hôm nay em sẽ thử thách bản thân hóa trang mấy anh em thành cục ba nước canh. Ủa gì vậy? Ủa, cục ba nước canh là cái con gì thầy? Thầy cũng biết nữa. Là con trong shop quần áo đó thầy, đứng làm tượng gì nè. Cái con đó con người hơi chị hai ơi. Nhưng mà người ta kêu là con ba nước canh. Người hơi là người gì? Cái người đứng như là thầy. Đúng rồi thầy. Mà chị á nên nói thầy á thêm một thành viên đi. Nhưng mà thành viên đó tên Nghĩa mới được nha thầy. Vậy Nghĩa hả? Ê, không được thôi. Không được thầy ơi, là Trang Nghĩa. Trang đúng Nghĩa rồi, rồi. Ờ, đọc ngược lại thì các bạn hiểu rồi đó. Em có tự nhiều thôi thầy chưa hỏi em. Thôi em nói nhiều quá thì ơi để tôi bây giờ mình gom tất cả ý tưởng của anh em lại thêm một clip đi thầy. Là kiểu như là ai ý tưởng nào á thì gom lại theo sở thích của anh em. Đây. Như em nè, ăn uống. Trời ơi. Thì bây giờ ví dụ em làm ăn uống trước vòng. Rồi tới ca hát là ăn uống mới có sức đi ca hát. Ca hát xong rồi cái đi chơi, đi sinh tồn. Sinh tồn lên thì tắm rửa sạch sẽ đi du lịch. Xong cái hóa trang thành làm ca sĩ luôn. Đúng rồi. Không hợp lý gì hết á. Tôi mới hợp lý nè. Sao nữa? Ý tưởng em hơi bị khủng mới thầy. Nói đi em. Mình quay về tuổi thơ đi thầy. Tuổi biết thơ làm hả? Biết làm gì không? Làm gì? Bắn cu ly. Trời ơi. Vì sao đi bắn cu ly? Bắn cu ly vậy? Được giờ thầy bắn bi em thì được. Cho qua đi thầy, cho qua đi. Mà em thấy là cái chủ đề ăn uống được đó thầy. Đó. Nhưng mà nó cũ quá. Theo em á là phải đổi mới sáng tạo hơn. Là mình làm cái nó phải khủng lồ hơn đi thầy. Ăn nó mới đã. Khủng lồ. Dạ. Là siêu to khủng lồ. Dạ đúng rồi. À. Bà tê vlog ha. Bà tê dạ. Hàng bếp vlog. Mưa rồi. Thì nói chung là không gài mấy anh em mình làm clip sinh tồn này kia cũng nhiều rồi. Dạ. Mấy ý tưởng đó cũng nói chung là cũng hợp lý. Dạ. Nhưng mà thầy có một ý tưởng này. Ủa thầy hỏi đâu em nữa. Không gài mấy anh em mình ăn uống nhiều phải không? Dạ. Bây giờ mấy anh em mình sẽ uống. Uống hả? Biết uống gì không? Uống cái gì vậy? Uống trà sữa. Anh em đi ra tiệm liền đi thôi, đang trời nóng nực nè. Đúng thầy. Ờ nghe tới trà sữa cái em cái miệng em nó nhanh vậy luôn. Thì hả? Nhưng mà trời nóng nực uống trà sữa mới mát thầy. Trà sữa uống nó nóng chứ không mát em ơi. Nhưng mà có nước đá là nó mát rồi thầy. Nhưng mà không được, tại vì bây giờ anh em mình làm clip trà sữa đúng không? Dạ. Mình phải làm. Làm ủa? Mình thử thách mình làm, mình coi mình uống như thế nào mới ngon. Thử làm tôi uống luôn hả thầy? Gì nữa? Tụi em làm gì biết làm mà thầy kêu tụi em làm đấy. Đúng rồi thầy. Tụi em không biết làm phải không? Dạ yeah. Yeah. Nhưng mà thầy biết làm. Biết ta. Được chưa, được chưa? Được đó. Nên là hôm nay mấy anh em mình sẽ làm clip uống trà sữa. Nhưng mà thầy sẽ chỉ mấy đứa pha. Thầy nhớ chuyện lại mấy kiếm cho em thầy. No nha, không chuyện nha. Cho thầy chuyện cho em đi thầy. Không chuyện đứa nào vô. Biết kiếm cho chuyện của thầy. Ừ. Nhưng mà lát em sẽ học lén. Bây giờ hết cái chuyện hết. Dạ. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ làm tiếp uống trà sữa nè. Dạ. Đúng luôn. Không đợi bây giờ đâu nữa anh em mình. Let's go. Let's go. Rồi thì mấy anh em đã chuẩn bị nguyên liệu xong rồi nha các bạn. Dạ. Bây giờ mấy anh em mình mới mua xong đó. Wow. Thì bây giờ anh em mình sẽ review. Để em vậy. Để em review trước cho. Đúng rồi, thánh review nha các bạn. Để rồi. Để tôi trước. Để tôi trước. Okay, cho. Okay. Thì đầu tiên nếu nấu bột trà sữa thì mấy anh em mình có cà phê con hổ nha các bạn. Ủa? Cái cà phê làm gì anh nội? Chứ nè, cái này là gì? Cà phê. Còn cái này là gì?
Con hổ đọc lên. Cà phê con hổ. Ừ. Ừ. Đây con cạp mà cô. Con cạp mà con hổ cho nó giống cô ơi. Con sư tử. Con sư tử. Đúng rồi, con sư tử mà. Là gì cà phê con sư tử. Điểm này là cái này là bột trà sữa nha các bạn. Đây là cà phê tử. Trời hai anh em tiền quá. Ủa, thầy mua 4 bịch chứ thầy. Đúng rồi, 20 lít thì phải 4 bịch mới đủ. À, thầy, cái này em biết làm gì nè. Cắt tóc. Đúng rồi. Đúng rồi. Thấy chị ghê chưa? Đúng rồi. Để tóc gơ nè, giáp vòng. Dạ ra, đầu cắt ngôi. Rồi, ok. Nhiều đó. Đầu hối luôn. Rồi, ở đây là gì kìa Billy Minh Hội? À, con... Số 9. Hả? Trà. Cái gì? Cái số 9 nè hả? Số 9 gì mà số 9? Cái này là ly trà nha các bạn, trong đây đựng mấy cái ly. Tại vì thương hiệu nó quảng bá ly thầy. Mà ở trong có nước vàng vàng. Trời ơi, em ơi. Cái này là cái ly trà mà người ta tưởng tượng cho mình để mình dễ hình dung. À, là cái ly kế bên cái lá trà. Đây, 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 cái lá trà đây. Là trà đen để anh em mình ngâm trà. Trà sữa thì có gì? Trà và sữa. À, đây là trân châu nha, bạn ai cũng biết. Ủa, hay hay. Nhớ mấy người nghe nghe ở rồi ấy. Cục gì, cục gì? Cái con Con trộn. Thầy nói là thầy còn thầy nói là trân châu. Thì em là con trâu thì em là trân châu đây. À cái chân của con trâu. Bà ơi. Trân châu mà thầy. Rồi ở đây là khoai lang dẻo nha các bạn. Cái này nói vậy mới biết luôn á thầy. Rồi thôi ăn đi biết ngon lắm. Rồi cái này là bà dừa tím. Còn này là hũ rít nha bạn. Là sao thầy? Là gì thầy? Là kích kích á. Kích kích á, người già không uống được cái này đâu các bạn. Đúng rồi. Nó chỉ là một béo. Rồi nói chung là quên. Còn. Hương dâu. Cái này là bột thủy tinh. Đó. Ủa, thủy tinh sao uống thầy? Sao uống hả? Thì hồi uống thì biết em. Chứ giờ thầy cũng biết nói sao nữa. Rồi còn này là cái cân. Cân cho bao nhiêu lít đúng không thầy? Cân nguyên liệu. Tại vì không có cân nhỏ nên là anh em mình chơi nguyên cân bự luôn. Cân heo không chứ. Ừ, nhảy lên thử rồi. Luôn. Rồi, rửa tạ đem đi mặn đi. Chưa vô tạ chưa bán được. Đây nè, nếu mà sữa là không có ga sao nấu. Không có biết ga mới nấu được. Không có nấu được. Anh em ơi, hô to lên nào. Mẫu ở đâu là mẫu ở đâu? Rồi giờ cái này mình tiến hành pha trà sữa nha bạn. Dạ. Rồi vô. Dạ. Đem lại này cho. Bước đầu tiên thì mấy anh em mình sẽ lấy nước để ngâm trà nha các bạn. Do là lần đầu tiên mấy anh em mình làm, ông thầy kêu sao mấy anh em mình làm vậy thôi. Có gì thì ông thầy chịu hết nha các bạn. Vậy chị chén sao chị tính cân chị ạ? Hả? Chị tính cân thử rồi chị nhiêu ký, tại lâu rồi chị chưa có cân. Chị nghĩ sao tướng chị có xíu mà đi lên cái cân làm gì ạ? Thì lâu rồi chị chưa cân nên chị lên chị cân thử coi được nhiêu ký. Nhưng mà chỗ này cân chả chứ phải là cân chị. Cũng cho cân thì thôi. Bỏ lên cốt. Lên cốt. Đây. Bên kia nữa. Đợi nước sôi mấy anh em mình sẽ bỏ trà vô nấu nha các bạn. Gì nấu mày? Bỏ trà vô ngâm. À, đó giờ mới làm cái này lần đầu không biết, xin lỗi. Không biết gì hết. Thêm mày mới nữa. Ba canh cho đúng nha anh ba. Chị cứ đổ đi, không có lố đâu mà lo. Canh đi kìa. Mấy nữa. Đủ chưa anh ba? Nhiều lắm rồi đó anh ba. Tiếp. Nhiều lắm, đãi đi. Tiếp nữa, nữa. Hết bịch luôn anh ba ơi. Lấy bịch khác, bỏ vô tiếp, chưa được. Sao mà nhiều dữ anh ba? Thêm nữa. Miếng nữa. Gì vậy anh ba? Lố luôn rồi. Chị Trang chị quên hả? Anh ba bị lé sao mà canh được? Vậy chị Chi? Em bị lé chơi với mù đâu mà canh không được. Chị nói vậy là chết em luôn rồi đó. Đúng rồi đó Chi. Anh ba bị lé chứ có bị mù đâu mà canh không được. Đó hay chưa? Chị nói vậy làm em tự ái đó nha. Ủa mà nãy thì kêu canh nhiều á, em quên rồi. Trời ơi, gì nãy giờ cưng canh gì vậy Thuận? Đúng rồi đó, nãy giờ ba canh gì vậy? Cứ làm vậy là chết chị rồi. Ủa, chứ nãy thầy nói với chị là bao nhiêu? Ủa, hồi nãy thầy nói với em mà. Chị tao làm rồi đó, có đâu. Thầy kêu cưng canh mà. Thầy kêu chị thì có chứ kêu em mà nào. Trời ơi, tức thiệt chứ, thầy kêu cưng canh, chị mới đổ cho cưng canh đó.
gì mà tức, thầy có nói gì em đâu mà tức. Thầy không nói gì cưng sao nãy giờ cưng giành cưng canh. Ai biết đâu, em tưởng chị biết. Trời ơi, chị biết chị kêu cưng canh làm gì. Rồi giờ thầy nói với ai? Sao chị biết được? Thầy nói với em. Thầy nói gì cho chị em nói. Nãy giờ em với chị ăn cái lộn rồi nè, thấy không? Nãy giờ chị mới nhớ ra. Trời ơi, vậy bữa nữa cứ mua thuốc bổ não uống vô đi chi cho nó đừng mất trí nhớ. Đúng rồi đó. Thôi rồi chị nhớ rồi nè, vô làm đi. Rồi ok, bao nhiêu em cân nè? Từ từ đi chị nhớ lại cái. Trời ơi, rồi bao nhiêu ký? Nhớ rồi. Nhiều. 500 gram á. 500 gram. Lố rồi. Yeah, chị Giang đưa vào đây. Ok, bỏ ra bước. Rồi, sau đây là đầu bếp năm sau Michelin sẽ biểu diễn cho các bạn coi nấu bột dẻo. Ủa, này là gì ta? Khoai lang dẻo. Khoai lang dẻo, quên. Cái này là gì? Cái này là gì? Nãy thì nói là gì? Thì cũng biết luôn. Vừa dẻo. Bỏ vô đây nước sôi kìa. Thơm thiệt anh thơm. Rồi, mình sẽ luộc trong nước sôi 2 phút nha các bạn. Rồi sau khi luộc là mình sẽ đổ vào nước nước gì ta? Nước lạnh. Rồi quên, nước lạnh cái để cho nó đừng có dính chùm các bạn. Và đây là topping nha các bạn. Rồi ăn miếng topping. Thì em nói rồi. Mệt. Mất bẻ nữa. Rồi thì hai đi này nấu xong rồi giờ tới mình nấu chân trâu nha các bạn. Đó, khoai lang dẻo của anh em mình đã xong rồi các bạn. Giờ ngâm nước đá cho nó bung ra vậy nè. Ủa nó bung ra là y chang cái đầu anh luôn á anh Tần. Em nói kỹ thẳng. Em mà nói nữa là cái đầu em bung như cái đầu anh luôn á. Sợ quá phải đi thôi. Ê mày, bữa nay ai dẹp mày? Để anh dẹp chứ ai. Thằng phá không. Ê Tân, anh dẹp hai này cho em nấu chân trâu với. Tự dẹp đi mày. Gì? Nãy giờ anh nấu mình kia dẹp. Thiệt chứ, hai ông nội này làm xong không dẹp gì hết trơn á. Rồi giờ nước lá sôi nha các bạn. Giờ anh Tân sẽ bỏ túi trà vô nha các bạn. Đó, trà mấy này mình chế thành cái bao luôn. Bỏ vô. Rồi bây giờ đậy nắp lại. Xong rồi anh em mình sẽ đợi 12 phút là xong. 12 phút có thầy? Đúng rồi. Ok. 12 hay 10 phút gì cũng được nha các bạn. Rồi lấy nắp đậy lại vô đi. Lấy cái nắp. Đây. 15 minutes later. Rồi giờ trà mấy em đã ngâm xong rồi nha các bạn. Dạ. Bây giờ anh em mình sẽ bỏ bột vô. Bột con gà, bột con hổ vô. Bột và con hổ ha. À cái này đó là bột tử. Bột tử. Rồi bỏ vô đây. Đọc bự lắm mới nổi. Bự á. Đó gì đủ bự chứ thầy. Rồi đủ rồi, bỏ vô em. Anh ba quay kỹ nha anh ba. Ok. Cái này nó có bốn cục không ta? Không, quay đều lên rồi bỏ vô đại đi. Đại vô, rồi khuấy đều lên. Rồi, đi. Rồi đó, có mùi rồi đó, có mùi rồi đó nè. Em ba. Bỏ mùi lên trọng, lỗ nhỏ quá sao luôn ra. Phải vậy nè. Ừ. Nó nghe mùi khá là thơm nha các bạn. Thầy nấu cà phê sữa. Ơi, công nhận cái mùi thơm thiệt á anh em. Đúng rồi đó. Sao? Phải thơm hơn. Ôi, rồi đó, đại vô, đó, đại vô. Cái viên sữa dặm lên bé, ngọt lũ nhỏ. Thôi bút bình phải không? Mà. Mở nó ra cái mùi trà sữa, mà trà sữa nè các bạn. Nè, trong đây trình đi, trong đây cũng có đường nữa nha thầy. Ở thầy trời trời mặt hổ kìa. Đâu hổ hổ cái thầy trời mặt em thì có ba bị qua mắt luôn rồi. Tiếp theo bỏ 4 cái đường vô cho thầy. Đường lộ. Đường lộ là đậu đường. Là đường là, lộ là cái đường này sản xuất ở ngoài lộ. Là ngoài lộ làm thành cái đường này thầy. Ủa chứ đường này là đường mía nha các bạn. Đường mía. Rồi bỏ đường mía vô nha các bạn. Rồi tiếp theo là lấy hũ gích bỏ vô nha các bạn. Gích gích nè, bỏ vô cho hương vị nó thơm nó béo. Hũ gích là hũ như thầy nói lại cho bạn biết đó thầy. Là hũ cái này là giống như sữa béo vậy các bạn. À cho trà sữa nó béo béo. À ba uống trà sữa mập là nhờ cái này nha các bạn. Đúng rồi. Đúng rồi, giờ là thầy uống nè. Thầy uống cái này hàng ngày thầy mới mập vậy các bạn. Vì anh em mình không mập thì anh em mình không bỏ vô. Thì ra thằng này là thủ phạm. Hung thủ gây mẹ chồng của đại ra đây. Đó. Rồi giục cái hộp xuống luôn em. Cốt xúc đi cốt. Còn mía liếm em. Đi thử con mùi gì. Chén. Nè chén. Béo. Béo mà nó ít. Chén vô. Chén không à. Ủa sao hộp kìa. Lỗng lỗng anh ba. Anh ba bị lé anh ba. Hù ba. Rồi xong đó tiếp tục là mình bỏ miếng muối vô nữa đi. Mấy này mình vét hết cặn của cái này luôn nha bạn. Một xíu muối nữa là xong nha. Quá trời thơm rồi. Ơ bậy. Miếng hộp này canh chặt. Nói chung là bỏ một xíu thôi, cái này nhiều nên là mình bỏ hơi nhiều xíu.
nên là mình sẽ bỏ đó như đây nha các bạn. Ngon lắm anh em ơi. Rồi cho nó có mùi biển. Ngon dữ lắm. Nãy em mới liếm miếng không mày, cái hộp sữa béo thầy. Rồi ổn không? Rồi đợi cho nó nguội mấy mình sẽ bỏ đầu vô ăn nha các bạn. Dạ. 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 Rồi. Rồi giờ mấy thằng đã làm xong nha các bạn. Dạ. Rồi bây giờ anh em mình sẽ uống thử một ly. Coi ngon như thế nào ha. Thầy thử thầy ha. Rồi. Thầy uống ly rồi đấm nhau rồi sao thầy? Đúng rồi thầy. Thì mọi người hút miếng đi. Cái mùi rất là thơm nha bạn. Tám. Nói chung là ở màn hình thì các bạn không biết nó ra sao ha. Chứ ngoài bự lắm á thầy. Ba giá đi. Rồi. Đó, ba giá. Chi anh em bỏ. Rồi mỗi thứ một giá đi. Rồi để em bỏ vô trước cho. Ơi bỏ nhiều mới ngon thầy. Ơi vừa luôn em. Ơi cái mỏ anh chút xíu mà ăn dữ ha. Như này được chưa thầy? Rồi vô. Đợi nó chàng thôi chứ không phải gì. Rồi một rồi. Giá thủy tinh này xong. Muốn vô anh em. Giống như khoai lang một năng nha bạn. Mẹ ít hả thầy? Cái gì thật? Rồi. Rồi. Thầy cho em xin ly nhỏ. Rồi vô lên. Bỏ đá vô thầy ơi. Rồi xin cạp, xin cạp. Xin cạp vô, bỏ đá vô. Ủa gì vậy? Cái ly anh ba lấy rồi thầy. Uống đi ba. Ngon ngon. Tâm minh, tâm minh. Đây nè, cái này, cái này có. Tâm minh, tâm minh. Lấy cái đá múc được không? Em cứ làm cho họ. Con này em muốn đâu. Đó. Ngon lắm thầy ơi. Đó. Rồi. Đây nè, chân trâu có tặng luôn nè thầy. Đây là ly trà sữa của mấy anh em rồi nha các bạn. Quá là đẹp. Rồi cái bột năng nó đắm chìm ở dưới luôn rồi. Bột năng đây nè thầy. Bột năng mình đây nè. Bột năng màu tím tím nè. Đắm chìm thì cho thêm xíu vô nữa. Đó. Rồi thiếu cái múc rồi. Không rồi đúng một miệng luôn thầy ơi. Bây giờ chạy xong lấy cái múc đi múc. Đi uống cái lên. Sao cốc? Sao? Vì sao ông hốt? Thầy có thể đầu tư cái ông hốt bự hơn được không thầy? Không em, tại hèn hốt không bự. Hút vô, hút vô. Sao, sao, sao? Sao, sao? Đã không, đã không? Ôi, nó ngon dữ lắm thầy ơi. Tôi tự, tôi ơi. Béo nè. Nói chung là cái này phải ngâm qua 4 tiếng thì nó mới ngon nha các bạn. Chiếc cốc. Ừ. Thôi, nè. Ai cho là bạn. Khoan. Gì nữa anh Tân? Đó. Rồi, em chạy ra chợ mua cho thầy một bịch bột năng về nấu. Thôi, không sao, được. Được. Để em thử thầy ơi. Dính cục quyên châu. Sao ngon ngon ngon. Ăn thử. Ngon 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 thầy ơi. Thôi thôi thôi, đừng ăn, đừng ăn. Trời ơi. Ôi, ơi. Ăn thôi. Đã anh ta không ăn mà đút hoài. Ăn cái hết giá luôn rồi. Không ăn đi. Không ăn. Ừ. Không ăn rồi mà không ăn gì nữa. Cái ly nào uống đi cầm giùm cho. Ơi, hút nhiều nhiều lên. Lên. Dính chân trâu. Biết bà phải ăn chân trâu dữ lắm. Nè. Mà dính chân trâu nè. Rồi. Chua mãi. Rồi. Em khỏi luôn đi. Thấy em no rồi đó. Cầm cầm nhúng nhớ hả? Chừng gớt vô cái thau của thầy. Trời. Uống gì cho nó ngon này. Rồi, xong em đi về luôn đi em ơi. Em uống vậy ai dám uống nữa. Thầy làm một bình em uống đi nè thầy. Ừ. Trời. Ủa thầy, em uống gì vậy? Thầy làm thầy em hơi lâu rồi đó. Thôi để trời đi uống đi. Anh em ba. Anh em chỉ có không à. Ba cầm túi, cầm túi, cầm túi. Đây tôi nghe. Nè. Ừ. Hỏi luôn. Không nghe ba. Trời ơi, mỏ xà lửa đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi đã. Phê. Yeah. Rồi. Chuyện qua đây. Trả cho thầy. Trả cho thầy. Rồi. Em chưa ăn hột châu mà. Rồi nếm thử vậy được rồi. Rồi trà sữa ngon không mình ơi? Dạ ngon. Ngon không? Dạ. Ngon thôi thêm. Ngon. Chứ định gì định. Thầy nói em ngon là thầy phải cho em miếng nữa mới được. Nhưng mà cái này chưa lại. Ngon lắm thầy, cho em miếng thầy. Ừ hay vậy. Em cho. Trời không cho em. Em nãy uống nhiều rồi. Em uống. Rồi. Dạ. Tính ra thầy cho em uống đã đời cái em cho bạn em uống thì cốt em mà thầy. Rồi trả lại luôn đi. Mát mát ruột mát gan ngon ngon ngon, à. Ngon thầy ngon nhất nách luôn thầy. Ngon nhất luôn hả? Dạ. Ừ. Cái gì nữa vậy? Nhất nách thầy ơi. Tự nhiên xảy tay luôn rồi. Rồi. Lố lăng quá em ơi. Ngon thầy. Cô uống được đâu ngon. Đừng nói em ăn ngon nhất cái đồ luôn nha. Dạ nhất cái đồ luôn. Tại nãy em mới ăn dụng. Nãy mới ăn dụng ý. À anh Tân nữa thầy, anh đánh vào đầu em á. Anh Tân uống hết đi nữa luôn rồi. Vâng thầy. Không biết ngồi không hết nữa nội thầy. Ông nên cố xuống khúc mà thầy, không sao đâu. Rồi cố hán chừng 100.000 thương. Ủa trời ơi. Thầy, con miếng trà sữa à. Ừ. Thôi mà uống hết.
Dạ ngon ngon. Dạ dạ ngon. Thôi ngon. Gì vậy? Thầy ngon. Thầy cho em thử miếng nữa. Đúng rồi, tụi em phải nếm lại nó biết ngon hay không. Rồi nói chung là ai cũng ngon hết đúng không? Dạ. Bây giờ thầy em nhớ tổ tiên em luôn rồi. Tổ tiên em mà đó thèm trà sữa dữ lắm. Trời ơi, trời ơi, mệt thật chứ. Bây giờ anh em mình sẽ có một trò chơi rất là thú vị. Vừa được uống trà sữa mà vừa có giải thưởng. Nói đi. Chơi không chơi? Chơi. Bây giờ anh em sẽ chơi trò chơi như thế này. Bây giờ anh em mình sẽ có 8 người đúng không? Dạ. Sẽ có 8 ly trà sữa tương ứng như nhau. Ai sẽ, ví dụ hay đếm 1, 2, 3, ai uống nhanh nhất đội đó giành giải thưởng 1 triệu đồng. Thôi mình chơi cá nhân đi, khỏi đội. Dạ. Là mỗi người một ly đúng không thầy? Mỗi người một ly, ai uống nhanh nhất hết tới bình chừa đá ra thôi. 1 triệu. Chạy. Có ly cối nào lấy luôn nè, chứ ly này uống sao mà đủ. Xíu sao đủ vậy? Không đủ ly đó, muốn nhanh thì em không thắng. À vậy em uống bằng ly này được không thầy? Cái này em nào uống bằng này. Có anh rồi. Không em. Rồi nói chung là đơn giản vậy thôi. Dạ. Chơi không? Chơi. Vừa được uống trà sữa vừa có giải thưởng. Dạ. Rồi bây giờ bỏ đá vô, bỏ tấp bình vô đi. Dạ. Đưa ly anh em. Lẹ anh Tân. A few moments later. Rồi cho tay ai cũng có ly trà sữa nha các bạn. Dạ. Ai cũng có ly như nhau. Nên là thầy giao lại cái lực mới. Lại suy nghĩ lại rồi. Bây giờ mà không ăn hết đá thì thạch này cũng phải dít à. Bây giờ mình cái ly mà phải sạch bóng luôn, không còn đá luôn. Mình mới được giải thưởng 1 triệu đồng. Hên quá họ thầy không cho ăn cái ly. Thầy có cần ăn ống hút muỗng hết luôn thầy. Ăn chỉ cần hết tấp bình, hết đá, sạch bách là được. Ok rồi. Ok chưa? Dạ. Vậy cho nó công bằng nha. Được rồi. Rồi bây giờ hãy đếm chuẩn bị là 1, 2, 3 là lên đũa, lên dĩa. Ôi lộn. Lên đúng không? Lên muỗng. Dạ. Rồi chuẩn bị. Cầm ly lên Thắng ơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Từ từ không có thể nào gấp tại vì còn đá nữa. Em cứ bình tĩnh thôi. Mình sẽ phỏng vấn từ trái sang phải nha bạn. Phạm Văn cố em trước thầy. Ngon không Thắng? Dạ ngon. Ủa cái bịch gọi rồi. Gọi luôn, ông hút luôn. Trời ơi. Ông hút có được rồi, dính chân trâu không à. Mở bạn miếng tấm bình nè. Ừ. Ngon, mở bạn miếng khoai dẻo không nha. Ngon. Ngon thầy, thầy làm gì mà không? Tới cục gạch thiệt. Tới cục gạch luôn. Dính kìa. Không nhìn luôn. Minh Thoại đang ăn rất nhiệt tình nha bạn. Muốn có món ăn chưa hết luôn, gần em yếu thiệt rồi thầy. Nói chung là cái nghề Minh Thoại là cái nghề ăn uống. Không, ngồi không? Không, anh em mình. Anh em tình. Được rồi. Được nè. Mà nhai cái giờ muỗng chưa hết nữa. Chưa hết luôn hả? Ừ. Nhai hủ. Nhai hủ. Có ơi, kìa. Để em lấy Thắng rồi anh chịu em chia chứ. Trời ơi, thua luôn rồi. Ủa anh lại thầy ơi. Rồi quậy thầy, đem qua em lại quậy thầy. Ai thắng mới được trình thưởng đó. Sao ngon không chị? Ngon thầy. Ngon nhất lắm luôn á thầy. Thấy em làm gì vậy? Em làm gì vậy? Em mới đu đúc rồi. Nói mà gì vậy? Nãy là em thử uống. Thầy uống phụ em đi. Không em. Thử cái cắm thầy. Nhiều khi uống thầy. Nhiều khi uống kia luôn. Mà em dính vô cái cam thì sao? Ăn mỏi chu 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 nè. Chu 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 vô cam nè. Ừ hỏi chu qua em luôn giờ đó. Rồi gán cố gắng ăn nhanh nha. Ai hết sạch bách dành cho thử 1 triệu liền. Dạ. Rồi hiện tại thì mình đang thấy mình thanh trọng sắp hết rồi nha các bạn. Gì thôi mở miệng quá mở miệng thầy ơi. Dài quen hút cái này nè nè giờ mấy muỗng nó là hết rồi đó. Cái hàm em lệch luôn thầy, nhai nãy giờ lệch hàm. Mấy luôn cái mỏi méo luôn rồi trời. Sao mà nhai nhức răng luôn á thầy? Nhức răng luôn hả? Trời trời nhức răng này kêu hết đó thầy. Hết rồi, còn miếng đá, gán vô. Lẹ. Hành khang sắp hết nha bạn. Trời ơi, đừng có chú. Rồi, giữa hành khang và bạn hành trọng ai sẽ người chiến thắng. Có lần tốt thì ổn tôi tốt. Gì vậy? Gì vậy? Cứ hỏng mày ơi. Ra mỏi rồi. Đớt luôn. Mỏi miệng.
Con thằng ý quá rồi. Dạ cho em nói nhỏ. Nói đi. Thầy ơi. Xong rồi thầy. Xong rồi thầy ơi. Em ơi, em còn đá không à. Còn đá hả? Em còn hết đá luôn rồi. À, chết căng quá. Nó dàn dàn không? Không thầy. Không, chuyện vậy thầy. Thầy, thằng em nó ăn dàn đó thầy. Thầy, thầy, thầy chết bà đó thầy. Chết bà đó nha. Dạ. Có em ăn dàn à. Em dàn gì? Em có ăn dàn dây uống của em. Em còn đá hả? Ừ. Em còn đá. Em còn chạm nguyên dài hứa luôn thầy. Em còn cái trâu. Em còn cái nào không? Em còn đá không à? Thôi nhưng mà Thành Khang đã chiến thắng rồi. Yeah. Đâu thầy xem xét coi. Dạ. Yeah. Còn đi không? Rồi chung hết hết trơn nha, bạn không còn gì trơn, sạch bách luôn. Dạ. Yeah. Ăn không? Sao cảm thấy ăn uống hết ơi đi trà sữa đó như thế nào? Rồi thầy ha, ăn mới đầu em nhìn rất là thèm luôn. Cái ăn vô mấy miếng mấy muỗng đậu thầy, húp nó đã lắm, cái sau nó ngán lắm rồi. Em có phụ bà Trang không? Dạ có phụ miếng mà. Phụ luôn hả? Phụ của em, phụ của em. Nhưng mà uống hết bên đây luôn thầy. Quá dữ luôn. Cái đang cạp rồi. Gì mắc cỡ hả? Mắc cỡ gì vậy? Thầy nói thì ăn mở mở chú vô cho mấy bạn coi có thằng ăn cho nhiều. Nói chung là hôm nay người thắng cuộc đó chính là Thành Khang. Yeah. Yeah. Ủa em thôi tạm ơi bớt đi chồng ơi. Sao ăn nổi nữa không? Dạ ăn nổi là mấy lần lúc đầu làm á thầy thấy ngon dữ lắm luôn. Đó là giờ một mình em ăn 4 đi rồi cũng được nữa. Nói chung là lâu uống trà sữa đó, ngon ha. Nhưng mà giờ no quá rồi. Làm bể chiến mặt của em luôn. Trước khi uống trà sữa cho tôi em ăn dĩa cơm cũng khủng bố luôn. Giờ thầy kêu em uống trà sữa đâu uống nổi. Lâu mà từ sáng tới giờ. Nhưng mà tụi em còn giữ trong bụng chưa có đi ra, giờ mới đi ra nè. Trời ơi vậy nói được nữa. Rồi giờ thầy sẽ lấy giải thưởng để chào. Dạ. Later. Rồi giờ thầy sẽ chào giải thưởng cho Thành Khang. Dạ em cảm ơn thầy. Thôi nhìn mắt của em biết rồi thầy. Biết gì? Ủa? Hả? Cho sao? Miễn cưỡng giữ em. Sao cho mà miễn cưỡng? Như vậy nè thầy. Chị cho em á. Đâu ai cho. Ôi. Đưa qua xong cái giật lại. Chơi gì mà kỵ. Đưa xong giật lại. Em cố gắng lên em cho nay lại. Nãy em có chơi chiến thuật gõ gàng luôn. Chiến thuật gì? Em ăn hết đá rồi. Cái em chừa là em uống mà em uống hết. Chiến thuật của em cũng khá hay. Anh Phúc, em còn đá phải dạy giải khuyến khích đi mới được chứ. Khuyến khích hả? Đúng khi em luôn chứ thầy. Em rồi tặng cho em đi trà sữa em về em. Em sao thầy? Em hả? Dạ. Em muốn mới sao thầy tặng? Thầy mới tặng em ly hay ly chứ thầy. Đang làm quà khích lệ tinh thần lần sau chưa tiếp. Tinh thần ha. Dạ. Rồi ai uống thì giờ thầy sẽ tặng cho mọi đứa một ly. Thầy ơi, cố em đòi nghiệm lại. Mọi chuyện cái gần của em vẫn gần. Nãy giờ thầy đi ra đi vô vẫn còn yên nguyên. Vẫn yên nguyên nha. Ngon mà. Rồi nói chung là lâu lâu mấy em mình cái clip ẩm thực. Dạ. Lộn ngủ. Cũng sao ta. Nói chung là ngon. Vậy khét. Vậy khét chứ ngon. Dạ. Cái gì mà không... Thạch là ngon á thầy. Công nhận anh em mình làm trà sữa hay thiệt. Hay ha. Dạ. Ngon. Bạn không biết cái mùi gì nó ra sao đâu. Thầy vừa mới làm trà đào rồi. Cái nào phải lớn ăn nó đã rồi. Uống miếng mà sung á. Rồi nếu bạn thấy video này hay nhớ cho bánh em xin một like, đăng ký nó nữa cho. Để ủng hộ bánh em mình ra nhiều tập nữa nha các bạn. Dạ. Còn mấy nha thầy. Bye bye. Tại em nhượng anh em á chứ đồ của em cỡ thùng đó. Không. Em xạo nữa.